Hiệp 1 của trận đấu mở màn, LS khá bất ngờ khi ngày hôm nay Lê Thế Mạnh được bố trí trong vai trò của hậu vệ bên phải. Cú sút nguy hiểm, đó là tình huống nguy hiểm khung thành đầu tiên của đội chủ nhà. Chúng ta xem lại pha dứt điểm ở cự ly khoảng 30m của đội trưởng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phi Sơn đối mặt với Nguyên Sa, đường truyền là quá sâu. Laudisia, đó là cự ly và khoảng cách. Đó là đường truyền của Phạm Tuấn Hải. Patrick trả lại cho Hồng Quân. Patrick đã xin vàng. Rất khó hiểu trong pha dứt điểm vừa rồi của Patrick. Bóng đi cách quá xa khung thành của Dương Quang Tuấn. Nghiêm Xuân Tú trả bóng. Mà Hồng Quân không tham gia tình huống vừa rồi. Và bóng đến chân của Patrick. Trung Học. Mỹ Sơn. Rất đẹp. Và như vậy là tỷ số 1-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Người ghi bàn là đội trưởng Trần Vĩ Sơn. Không gì tuyệt vời hơn dành cho Trần Vĩ Sơn và cao trò của huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Một thế trận với thời gian kiểm soát bóng tốt hơn dành cho đội chủ nhà. Và bây giờ thì Trần Vĩ Sơn trong ngày ra mắt đội bóng quê hương có thể thấy những khoảnh khắc xúc động của Trần Vĩ Sơn sau bàn thắng vừa rồi. Rất cảm xúc, sự khát khao cống hiến và nỗ lực của Trần Vĩ Sơn dành cho đội bóng quê hương. Ở pha dứt điểm thứ hai trong trận đấu thì Trần Vĩ Sơn đã giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phá vỡ thế quân bình. Đường truyền mở ra là của Trần Trung Học, Nguyễn Trung Học. Một pha dứt điểm không cho Hoài Anh một cơ hội cản phá. Đây là một tình huống dàn xếp tấn công rất hay của đội chủ nhà. Trước đó chúng ta thấy được Claudicia đã lui về tận khu vực trung tuyến, giành bóng và mở ra một tình huống tấn công cho Quách Tân. Bằng một tình huống quan sát rất nhanh, Trung Học đã đưa bóng đến đúng vị trí của Phi Sơn. Bắt quả đánh đầu. Trung Học lợi thế. Nếu như đó là một tình huống đá phạt thì có lẽ bóng liên tiếp thuộc về các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Claudicia, một quả phạt đền dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Claudicia tiếp tục là điểm nhấn trong những tình huống tấn công của đội chủ nhà. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải có lý. Claudicia không vào. Chơi hay biết bao nhiêu trong những tình huống tấn công trước đó, nhưng ở một tình huống đối diện với khung thành của Hoài Anh. Và chúng ta đang xem lại tình huống bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền của Claudicia. Quách Tân. Rất hay những tình huống phối hợp tấn công rất hay. Văn Vy. Lại một lần nữa một cầu thủ của Hà Tĩnh đã ngã trong vòng cấm. Và một lần nữa thì cánh tay phải rất dứt khoát của Nguyễn Mạnh Hải đã chỉ vào chấm phạt đền. Trong hiệp 1, hai quả phạt đền dành cho đội chủ nhà. Phạm Nguyên Sa rồi Tiến Duy đang cố gắng để giải thích với trọng tài người Hải Phòng, nhưng quyết định là không thay đổi khi mà Claudicia đã ôm gọn trái bóng trong tay. Đã có một tác động từ phía sau và trên chấm phạt đền, Claudicia đang rất khát khao có thể lấy công chuộc tội. Lần thứ hai anh đối diện với Hoài Anh trên chấm phạt đền. Claudicia không vào. Rất không may mắn cho Claudicia. Hai lần trên chấm phạt đền và Claudicia đã không thể có được bàn thắng cho cá nhân anh. Lần này thì bóng đi trúng thành, nhưng Hoài Anh đã chơi tốt hơn. Bóng đá thế giới đã từng chứng kiến Martin Balebo thực hiện không thành công ba quả phạt đền. Và bây giờ thì Claudicia trên sân cỏ của V-League đã làm điều đó tới hai lần. Tuy nhiên, sau khi hiệp 1 khép lại thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang có một lợi thế nhất định.
mà cách chơi tấn công của đội bóng này cũng rất đáng xem. Dương Văn Khoa bình tĩnh xử lý bóng, đánh đầu. Thì câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh sẽ có một quả đá phạt trách bên phía khung thành của thủ môn Dương Quang Tuấn. Đây có thể coi là một cơ hội dành cho đội khách. Nguy hiểm, không vào. Thực sự là một cơ hội rất đáng tiếc. Đó là pha dứt điểm đầu tiên của Edison. Một tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh của đội chủ nhà. Pha dứt điểm vừa rồi của Edison, bóng bay thẳng vào vị trí của Dương Quang Tuấn đang chờ sẵn. Đó mới chỉ là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội khách. Dù chưa thể có bàn thắng nhưng nó sẽ mở ra một cơ hội và một hy vọng. Trung học Phi Sơn xử lý rất bình tĩnh. Đã không thể có quả phạt đền thứ 3 ở trận đấu này. Một loạt những tình huống xử lý của Phi Sơn không có cơ hội để ra sân nhiều ở V-League 2020. Lại là Edison. Lần này bóng đã trúng hàng rào. Hồng Quang không vào. Lại thêm một lần nữa thì bóng tìm đến đúng vị trí của Dương Quang Tuấn. Pha dứt điểm đầu tiên của Edison không qua được hàng rào của đội chủ nhà. Nhưng sau đó thì tình huống dứt điểm của số 8 bên phía Thành Quảng Ninh, bóng lại đi quá nhẹ. Mùa giải năm nay người ta cũng chứng kiến một cơn bão. Các cầu thủ Brazil đánh đầu. Vừa rồi thì các trung vệ của Thanh Quảng Ninh đã bỏ quên Phạm Tuấn Hải trong một tư thế không ai kèm. Chỉ tiếc rằng tình huống đánh đầu của số 10, bóng đã đi chạch khung thành. Các trung vệ của Thanh Quảng Ninh đã để Tuấn Hải lẻn ra phía sau một cách dễ dàng. Và ở kỹ năng sở trường mạnh nhất của Tuấn Hải, Tiến Duy, Xuân Tú, một đường chuyền khác. Dứt điểm, không vào. Cơ hội thuộc về Trần Trung Hiếu. Văn Khoa. Đó chính là cách chơi của Claudicia giúp cho Trần Phi Sơn có được bàn thắng mở tỷ số. Lui về để giành bóng và phát động một đường tấn công. Chỉ tiếc rằng nỗ lực của Claudicia là không đủ để khóa lấp cho hai tình huống dứt điểm trượt trên chấm phạt đền. Đây là tình huống mà Trần Trung Hiếu có lẽ phải dứt điểm tốt hơn. Anh dứt điểm trong một tình huống mà không ai theo kèm cả. Bóng vừa chạm đầu của Claudicia. Đường truyền đến từ chân của Nghiêm Xuân Tú vẫn chưa tìm được đúng vị trí của Gustavo. Đào Văn Nam. Một tình huống phá hút bóng của Tiến Duy. Gustavo. Lợi thế. Edison. Chơi tốt bao nhiêu trong 80 phút chút đã qua nhưng một thoáng lơ đãng đã khiến cho thành quả của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đổ xuống sông xuống bể. Edison đã ghi tên mình trên bảng tỷ số và giúp cho trận đấu. Đường chọc khe rất hay của Trung Hiếu. Và đây là pha xử lý mà người ta cần thấy ở Edison. Nhanh hơn so với trung vệ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Công đã không kịp lui về để hỗ trợ. Và trước đó là tình huống tranh chấp thành công giữa Gustavo và các cầu thủ Claudicia. Tỷ số là 1-1. Mất bóng và đây là phản công. Văn Quý đẩy bóng hơi dài nhưng Văn Quý đã qua người. Bên trong có Edison. Bất ngờ thực sự đã xảy ra tại sân Hà Tĩnh. Cú đúc của Edison đã mang về chiến thắng cho Thanh Quảng Ninh.
ở những giây bù giờ cuối cùng, có thể nói đó là pha bóng cuối cùng. Nhưng bất ngờ có được hai bàn thắng, và hai bàn thắng này nó có thể mang về số điểm trọn vẹn cho thằng Quảng Ninh. Phản công sắc lẹm, tưởng như tình huống đẩy bóng của Văn Quý là trôi qua khỏi khả năng kiểm soát của mình, nhưng rất may là anh vẫn xử lý tốt và mở ra đường truyền. Edison không thể bỏ lỡ ở tình huống này. Cú đúp của Edison, hai bàn trắng cho Quảng Ninh, thằng Quảng Ninh, và 3 điểm trong ngày mở màn dành cho đội bóng đất mỏ. Một người Brazil hai lần bỏ lỡ bàn thắng trên chấm phạt đền, và một người Brazil khác chơi không ấn tượng.